Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Vĩnh Thịnh nha. Hôm nay Thịnh đang cầm trên tay là chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro anh em. Đó, màu xanh ha, phiên bản màu này Thịnh đánh giá là đẹp nhất trong các màu của Redmi Note 10 Pro. Mình thì mình thích cái màu này. Rồi bây giờ máy này hôm nay là một cái mẫu vật để Thịnh nói cho anh em về cái vấn đề này. Đây ha, Thịnh đã từng làm một video clip nói về cái lỗi này rồi, nhưng mà hôm nay đến thời điểm này tại sao Thịnh làm một lần nữa? Bởi vì nó sẽ bước qua một cái giai đoạn khác đó và anh em cần biết những cái thông tin này. Rồi ok, lỗi hôm nay Thịnh muốn nói với anh em đó là máy gặp lỗi âm thanh và không có camera trước, mất âm thanh và không sử dụng được camera trước ha. Hai lỗi này nó thường nó xảy ra đồng thời hoặc là theo thứ tự, có nghĩa là đầu tiên là vướng một trong hai lỗi, sau đó từ từ bị cả hai lỗi luôn, hoặc là ngay một lúc anh em có thể bị cùng lúc hai vấn đề. Như cái máy của anh bạn này, anh bị cùng lúc hai vấn đề là không có âm thanh và mất camera trước ha. Đầu tiên bây giờ chúng ta nói về cái kết quả sửa chữa, chúng ta vào cái phần cài đặt, chúng ta nghe với nhau một cái bản nhạc chuông vui vẻ xíu nào. Rồi đó, anh em đã nghe ha. Đó, anh em đã nghe rõ ràng ha. Đó, có nghĩa âm thanh nó đã có lại ha. Camera trước. Đây, hình đây là cam sau đây anh em. Đó, mình đang ngồi ở cái góc công viên quen thuộc gần chỗ cửa hàng ở Hòa Hưng, quận 10 ha. Đây, cam trước đây anh em. Rồi, ok. Rồi, Thịnh sẽ nói với anh em về cái lỗi này. Lỗi này Thịnh sẽ nhắc lại cho anh em biết. Một số anh em nói là lỗi này có phải lỗi phần mềm không anh? Thì theo kinh nghiệm sửa chữa của mình thì cái tỷ lệ máy mà gặp lỗi phần mềm và cái lỗi này hiện nay đối với Redmi Note 10 Pro là 1 trên 10. Có nghĩa là 10 máy thì có một máy có cái sự may mắn. Đó, tổ tiên hỗ trợ đồ một chút ha. Đó, thì anh em chạy phần mềm lại có thể nó hết ha, úp lại ROM có thể nó hết. Còn 9 cái máy còn lại anh em chạy phần mềm cỡ nào nó cũng không hết hết. Đó, bởi vì lỗi này là lỗi về phần cứng. Rồi bây giờ lỗi này cách đây mấy tháng về trước, gần 6-7 tháng về trước, tại sao Thịnh lại quay đưa clip Thịnh nói về cái lỗi này? Và theo Thịnh nhớ là cái lỗi đó lần đó Thịnh nói với anh em là Thịnh sẽ thay men. Đó, nhưng mà đến thời điểm này thì Thịnh sẽ không thay men nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đến thời điểm này cái dòng Redmi Note 10 Pro này bắt đầu nó hết bảo hành. Hết bảo hành trên diện rộng, trên toàn quốc ha. Nhiều anh em nói là có phải là Thịnh không sửa được nên là phải thay men không? Không, câu trả lời không phải là như vậy. Đó, thật ra cách đây 6-7 tháng trước hay thời điểm hiện tại thì mình đều có khả năng sửa cái lỗi này hết. Nhưng mà tùy vào cái thời điểm, có nghĩa thời điểm mà mấy anh em còn trong bảo hành đó, hoặc mà một lý do gì đó anh em không bị từ chối bảo hành hay sao đó, thì mình sẽ ưu tiên mình thay cho anh em một cái men khác. Đó, chi phí vẫn tương đương như là mình sửa chữa thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà anh em đã hết bảo hành rồi đó, thì chắc chắn là anh em thay men chi phí sẽ cực kỳ cao luôn đó. Và bây giờ chúng ta nói về cái giải pháp chính, đó là sửa chữa trực tiếp cái lỗi này. Lỗi này được xác định, Thịnh nói hẳn luôn, không giấu giếm ban bệnh gì hết, được xác định là do lỗi con chip CPU ha. Lỗi này đã từng xuất hiện trên K20 Pro, Mi 9T Pro đó, lỗi mất âm thanh và mất cam trước đã từng xuất hiện rồi, và nay nó tái hiện lại trên cái con Redmi Note 10 Pro này. Lỗi do chip tổng CPU, một con chip nó gây ra hai lỗi. Có nghĩa là nếu cái này anh em đi thay camera, hoặc là anh em đi thay IC âm thanh, anh em thay loa gì, hình bao, anh em thay bao nhiêu cái, không bao giờ nó hết lỗi. Đó, nhưng mà anh em phải đánh đúng vào vị trí của con chip CPU thì nó mới hết lỗi được. Tuy nhiên, chúng ta đối diện với một thực tế phũ phàng ở đây, đó là việc xử lý trên con chip CPU này nó rất là khó khăn. Đó, và nếu mà chúng ta không khéo léo trong thao tác, chúng ta sẽ trả giá đắt bằng việc là máy mất khả năng sửa chữa hoàn toàn luôn. À, và không có chỗ cho chúng ta sai lầm. Chúng ta phải xử lý cực kỳ chính xác và kinh nghiệm trên cái bộ chip này. Đó là lý do tại sao nhiều anh em đem đi sửa cái dòng này, nhiều nơi người ta không sửa. Người ta không sửa ha, hoặc là người ta nhận với anh em tình trạng là có khả năng là mất nguồn luôn. Đó, người ta mới làm hên xui. À, bởi vì người ta biết được cái mức độ nghiêm trọng của cái việc mà xử lý trên CPU. Đó, còn bên Thịnh thì như thế nào? Bên Thịnh thì Thịnh đã sửa chuyên cái dòng này rất là nhiều rồi. Mình nhận với anh em nếu mà máy zin chưa bị sửa gì sai cách, không có vô nước, không có công vên gì hết thì 100% chắc chắn là xử lý được luôn. Đó. Bởi vì mình có những cái gọi là những cái tuyệt chiêu để mà mình xử lý riêng trên cái con này. Đó, mình đã tích lũy anh em bên mình xương máu tích lũy được để mà có thể mang đến cho người dùng một cái công tác sửa chữa nó chất lượng và tiết kiệm, là lý do như vậy, tâm huyết của tụi mình ha. Rồi, ok anh em. Bây giờ nếu mà anh em gặp cái trường hợp lỗi âm thanh và mất cam trước, anh em vô tình anh em xem được clip này, thì anh em cần phải biết rằng thứ nhất
máy anh em không cần thiết phải thay nguyên một cái mainboard như vào hãng báo với chi phí rất là cao. Chúng ta có thể xử lý trực tiếp trên đây, không mất dữ liệu gì hết, dữ liệu còn nguyên vẹn ha. Đó. Và cái độ bền, cái độ tin cậy nó hoàn toàn tương tự, phục hồi và như lúc ban đầu, không khác gì cái việc anh em thay main cả. Nguyên nhân tại sao chúng ta gặp lỗi này, đương nhiên là có sự đóng góp của cái việc là ngày nay những con servo nó đa nhiệm quá nhiều. Một số đời chip nó vì nó đa nhiệm quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến việc tuổi thọ nó sớm suy giảm. Giống như con người ta vậy thôi, chúng ta làm việc nhiều quá thì chúng ta sẽ mệt. Đó, mệt và dễ bệnh ha. Thậm chí là dễ quỵ. Rồi, đó thì cái lỗi này nó cũng gần như vậy. Đó, thì anh em để anh em hạn chế được vấn đề lỗi này, anh em phải sử dụng máy nó có cái chừng mực một xíu. Có nghĩa là nếu anh em chơi game rồi đồ họa đồ nhiều, anh em cho máy nó nghỉ sau một cái khoảng thời gian, anh em đừng có làm liên tục. Máy lúc nào cũng nóng cũng cày với cường độ cao, hạn chế vừa sạc vừa xài vừa xem phim liên tục mấy tiếng. Đó, chúng ta đúng, coi như là chúng ta cứ xem cái máy này như một người bạn đồng hành. Chúng ta dùng, chúng ta có nương, có nghỉ, có nhấp, có nhả. Đó, để tránh cái việc mà nó bị quá tải thì lâu ngày nó sẽ phát sinh lỗi. Đó, chỉ vậy thôi là bền. Đương nhiên là không rơi rớt, không va đập, không vô nước, điều đó là dĩ nhiên ha. Rồi ok anh em, nếu anh em nào gặp lỗi này có nhu cầu sửa chữa thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh nha. Thông tin Thịnh sẽ để bên dưới, Thịnh sẽ tư vấn cho anh em cái hướng giải quyết như thế nào cho nó tốt tốt đẹp và nó tối ưu nhất. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.